Cái phần hiệu ứng này thì bạn sẽ mở cái file 1.js ra và đầu viết code ở trong này. Này, cái dòng code đầu tiên là cho tất cả nội dung thu lại. Ví dụ ở trong trường hợp này thì cái file của nó là ban đầu như này cơ mà. Đó. À, cho nên mình cũng phải thế. Mình dùng một cái câu lệnh là tên là lựa chọn nhé. Để lựa chọn phần tử thì bạn cách viết là đô la này, mở ngoặc này, như nháy này, dấu nháy ấy. Sau đó tên của phần tử đó, ví dụ ở đây là chấm một khối canh H3. Đây là tên của phần tử đấy. Tên của phần tử được viết theo CSS. Đấy. Thì cách 1 là bạn viết như thế này nhé. Cách 2 là bạn gõ chữ selector ấy. Thì nó gợi ý cho bạn này, bạn kích vào cái phần thứ hai này. Đấy, enter một cái. Hoặc là control cách. Enter một cái thì nó sẽ tự nó hiểu là đô la, mở ngoặc đơn, nháy. Đấy là cách viết đặc biệt của jQuery khi mà muốn gọi đến một phần tử ở đó thì phải có cái ký tự đô la ở đâu. Rồi, chấm một khối này. Cách H3. Đấy, chấm. Đây là tiêu đề đúng không? Mình muốn cho thu nhỏ nội dung lại. Thì cái nội dung này tên của nó là một nội ND một khối. Thì mình sẽ gọi tên của nó là ND một khối. Chấm bởi vì nó là class. Thu nhỏ lại thì bạn sử dụng cái hàm thứ nhất là cái hàm slide down, à slide up. Có nghĩa là co nhỏ nội dung lại. Co nội dung lại. Tao phóng to một tí sẽ nhìn này. Co nhỏ nội dung lại. Đấy, thì mình viết là chấm co nhỏ là gì nhỉ? Slide up. Thì như vậy là khi mà refresh lại. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là co nhỏ nội dung lại. Sau đó kích vào đây. Kích vào H3 này này thì nó phóng to nội dung ra. Thì bạn sẽ phải sử dụng cái hàm thứ hai là hàm click vào H3. Thẻ H3. Click vào thẻ H3 thì bạn sử dụng cái sự kiện là sự kiện click. Sự kiện là sự kiện click. Viết luôn đây nhé. Sự kiện click. Tên của nó là viết là click, sau đó là function. Cái này thì hơi khó nhớ, nhưng các bạn có gợi ý ấy, thì bạn gõ luôn theo gợi ý nhé. Ví dụ ở đây bạn viết là click thì bạn sẽ chỉ gõ là gì nhỉ? Tên của nó là selector này, enter này, chấm một khối, cách H3, vì cái H3 mà, chấm, click. Nó ý này, enter một cái là nó sẽ sổ ra nội dung luôn. Thì đây là cái cấu trúc đặc biệt của jQuery đối với cả hàm click. Bạn phải học thuộc nó thôi. Vì jQuery nó quy định như vậy rồi. Giống như là cả thế giới người ta quy định là hello, là xin chào, có hai chữ L ở giữa. Thì bạn phải viết đúng như thế thì người ta mới hiểu. Tương tự như vậy, jQuery nó cũng có quy định chi tiết về cái cách viết click này. Là phải function. Đấy, click vào phải có function. Cho nên là bạn phải học thuộc hoặc là gì nhỉ? Sử dụng phím tắt ở đây thì đỡ phải học thuộc. Khi mình click vào thì mình thử một cái hàm mới là hàm console. Console là một cái hàm mà mình sẽ phải dùng rất nhiều trong cái bài sau. Để mình test được cái quá trình mà xảy ra code của jQuery. Mình có thể check được quá trình mà cái code nó đi đến đâu rồi. Ví dụ ở đây, mình khi click vào thì mình console là mình thông báo một cái là gì nhỉ? Đã click. Rồi, chấm than. Đấy, xóa bớt một dấu chấm phẩy đi, đấy, thừa mà. Sau đó bạn refresh lại nhé. Đó. Sau đó là mình kích thử đây. Chả thấy có gì đúng không? Nhưng mà mình kích vào cái phần nhìn vào cửa sổ này có chữ console này này. Đấy bạn thấy là chữ đã kích rồi này. Mình refresh lại nhé. Ban đầu nó không có gì hết. Nhưng mà khi kích vào đây nó hiểu là đã kích rồi. Thế là kích được 2 lần rồi. Kích được 3 lần rồi. Kích được 4 lần rồi. Từ cứ kích vào nó sẽ báo cái này. Console là cửa sổ để mình theo dõi. Cái theo dõi này chứng tỏ rằng là mình đã sử dụng được cái hàm click rồi. Đúng chưa? Thì khi mà đã hiểu là đã kích rồi thì mình có thể là viết code cho nó. Tức là khi mà kích vào thì để cho nội dung nó thả xuống. Đấy. Thì mình sẽ cho nội dung thả xuống bằng cách là gọi đến phần tử đó. Nội dung ở đây chính là nd một khối. Chấm nd một khối. Đấy chính là nội dung. Thả xuống là chính là hàm slide. Slide up là co nội dung lên. Thì slide down chính là thả nội dung ra. Nó ngược với slide up.
Và khi dùng slide down rồi bạn refresh lại, thì bạn thấy là ở đây của mình đây, kích vào đây, bạn thấy là nó sẽ thả nội dung tất cả luôn. Đấy, kích vào nó sẽ thả hết nội dung này. Bởi vì mình gọi là ND một một khối, có nghĩa là tất cả những cái gì mà tên là ND một khối thì nó đều thả ra cả. Nhưng mà trong trường hợp này ấy, thì mình chỉ thả ra cái nội dung mà ngay ở cái H3 này thôi. Ví dụ như kích vào cái H3 thứ nhất thì chỉ có nội dung thứ nhất thôi. Thì cái nội dung thứ nhất với cả H3 này, mối tương quan của nó là gì? Nội dung H3 đây, mối dung một khối ở đây thì mối tương quan của nó là nằm liền nhau trên cái một khối này, nó gọi là nick của cái H3. Giống như kiểu trong iPod ấy hoặc là iPhone gì đấy, bạn muốn tua bài bài sau thì bạn dùng là next ấy, thì H3 tua sang bài sau có nghĩa là next. Đấy, thì như vậy mình sẽ gọi là this, enter cái này, đô la this có nghĩa là cái phần tử được kích ấy, chấm next. Đấy, tên của nó là ND một khối. Đấy, tức là thay vì là một khối thì bây giờ next chỉ có cái một khối của cái zip thôi, zip là cái H3 được kích này, thì chỉ có cái một khối cái next của cái zip đấy. Ví dụ như H3 là đây thì next của nó chính là đây. Và khi mà viết cái hàm này xong, bạn refresh lại, bạn kích vào, bạn thấy là gì nhỉ? Ồ, không được à, chạy chưa, kích rồi. Next thôi là đủ rồi, không cần phải là một khối nữa, bởi vì ở đây mình viết sai, thành ra là next chấm một khối cơ. Nhưng mà thôi, theo mình là không cần cái này nữa, next là ở đây chỉ có đúng một cái next này, cho nên là chỉ cần next là đủ. Như vậy là kích vào đây thì cái next của nó chính là cái ND một khối sẽ thả xuống. Đấy, kích vào đây cái next của nó sẽ thả xuống, kích vào đây cái next của nó sẽ thả xuống. Đó, đấy chính là cái phần next, có nghĩa là cái hàm sử dụng hàm next. Còn cái console này mình có thể bỏ đi vì nó không cần thiết, đấy để bắt đầu check được thôi. Thế như vậy là cái một, chỉ cần một dòng code là bạn đã làm được hiệu ứng rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ hoàn thiện nốt hiệu ứng này nhé. Tức là khi kích vào đây, kích lần nữa nó co lên, thì bạn phải xử lý thế nào? Kích vào một lần, kích lần thứ hai, thì bạn xử lý thế nào? Thì để xử lý được cái vấn đề này thì bạn phải dùng cái hàm là slide toggle. Đấy, thay vì slide down thì bạn lại dùng slide toggle, có nghĩa là nó tự nó hiểu là lúc nào đóng, tự nó hiểu lúc nào mở. Đấy, như vậy là bạn sẽ xong rồi, chỉ thay mỗi cái hàm này thôi là xong. Rất là nhanh đúng không? Dùng đúng một cái chữ là chữ toggle là bạn có thể chạy được cái code là tự động rồi. Và cái hàm toggle mình có đề cập ở đây. Là toggle có nghĩa là cái việc mà tự động co nội dung cho phù hợp. Sau khi làm slide toggle rồi thì bạn thấy là có một phần tự vấn đề nữa là khi mà kích vào đây thì cái này là chuyển thành màu xanh. Đó, mà của đây mình kích vào đây nó chả hiểu chả thành màu gì hết nhá. Cho nên để nó chuyển thành màu xanh thì bạn phải dùng một cái hàm nữa là hàm add class. Tức là khi kích vào H3 này thì mình sẽ cho cái this. This là cái H3 ấy. Add class. Add class là thay đổi class. Ví dụ ở đây mình add thêm một class tên của nó là màu xanh nhỉ. Xanh đi. Đỡ phải viết nhiều. Như vậy là khi mà kích vào H3 thì chính nó sẽ được thêm một class là màu xanh. Đấy, thì mình refresh lại. Mình kiểm tra phần tử đã nhá, xong mình refresh nhá. Thì khi mà kích vào là màu xanh thì mình kích refresh lại này. Bạn thấy là H3 đây đúng không? Kích vào H3 này. Bạn thấy nó có một class đây là màu xanh này. Xanh này. Đấy. Sau đó là mình sẽ phải viết seret cho nó bằng cách là cộng một cái này. Viết là H3 chấm xanh và background màu cái là màu light blue nhỉ. Vì vậy nó sẽ chuyển thành màu xanh. Chuyển thành màu xanh. Đúng không? Và khi mà di chuột lên thì cũng là màu xanh luôn. Hai chấm over nhé. Background cũng là light blue luôn. Đấy, cho nó đỡ bị chuyển thành màu vàng. Có cho nó vẫn như này nhỉ? Mình viết đầy đủ xem nào. Chấm một khối cách H3. À được rồi đây. Tức là khi mà di chuột lên thì nó vẫn là màu màu xanh này thôi. Rồi. Thì mình xếp xe đá lại nhé. Xếp xe đá lại. Ctrl A, Ctrl V. Thì sau khi xử lý được cái màu xanh này rồi thì bạn thấy là kích lần thứ hai thì nó phải co về, nó phải vẫn màu xanh gì đúng không? Đây này. Có màu xanh. Xong kích lần thứ hai nó phải mất đi.
Thế để nó mất đi thì bạn sẽ đổi cái chữ add class thành chữ toggle class. Toggle là một cái như kiểu là công tắc ấy, nó tự chuyển. Ở đây cũng là slide toggle và ở dưới đây cũng là toggle luôn. Thì như vậy là khi kích lần thứ nhất thì nó tự động nó thêm cái màu xanh vào. Và khi kích lần thứ hai thì nó sẽ tự động nó bỏ cái màu xanh đi. Và khi bạn refresh lại, bạn kiểm tra nhé. Đây là ban đầu không có màu xanh. Kích lần thứ nhất có màu xanh. Kích lần thứ hai hết màu xanh. Kích lần thứ nhất có màu xanh. Kích lần thứ hai hết màu xanh. Thế là xong một cái phần tiếp theo là cái phần mà sử dụng cái hàm là hàm toggle class để đổi cái giao diện của một phần tử khi mà kích vào. Thế cái công việc tiếp theo là khi mà di chuột đến ban đầu ấy thì có mũi tên trỏ xuống. Nhưng mà khi mà kích vào đây thì di chuột vào mũi tên lại trỏ lên cơ. Thì như vậy mình phải xử lý kiểu gì? Thế mình xử lý trực tiếp CSS luôn nhé. Kích vào đây nó có class là xanh và khi mà di chuột lên ấy, thì thay vì background color là một blue ấy, mình kích vào đây nhé. Kích vào CSS nhé. Từ khi mà di chuột lên rồi thì mình sẽ để cho nó là khi mà hover này. Đấy, mình sẽ để nó background là light blue. Và bây giờ là background image, background color nhé. Light blue nhưng mà cái background image của nó thì giống hệt như cái này. Như cái bình thường ấy, như cái bình thường hover này. Vẫn là lấy cái ảnh này thôi. Đấy. Mình copy lên đây. Nhưng mình đổi cái ảnh này thành là around up này. Có nghĩa là ảnh này hất lên, nhìn thấy hất lên không? Hất lên không? Và màu của nó là màu light blue. Viết này. Đấy, viết trên cùng một dòng nó đỡ mất thời gian. Như vậy là khi mà di chuột lên ấy, cái màu xanh ấy thì nó thay cái vì ảnh up. À, ảnh down xuống thì nó sẽ thay bằng ảnh up lên. Đấy bạn nhìn thấy nó có cái ảnh up lên. Đấy, cái này ảnh up xuống. Nó chỉ đơn giản là vấn đề của CSS thôi. Tức là mình thay cái hover của màu xanh này thành một cái kiểu kiểu khác so với kiểu dưới thì nó sẽ thành là mũi tên hất lên. Đúng không? Sau đó bạn lưu CSS lại. Đấy và refresh lại. Như vậy mình sẽ có một cái trang là như này. Hiệu ứng. Đấy. Đấy. Còn bạn nào mà muốn nâng cấp cái hiệu ứng này lên, tức là kích vào đây. Kích vào thứ hai thì nó tự đóng cái thứ nhất lại. Đấy. Kích vào thứ ba nó tự đóng cái thứ hai, thứ nhất lại. Chứ không phải như thế này là kích vào cái nào phải tự đóng cái đấy. Thì bạn sẽ phải thêm một cái dòng ở trước đấy. Tức là nếu bạn muốn tối ưu hóa hơn nữa thì bạn phải thêm một cái dòng ở trước đấy. Tức là thay vì trước khi mà cho cái next này slide toggle này thì mình sẽ cho tất cả nội dung một khối nó co lại đã. Trước khi mà cho chính cái này thả ra thì cho tất cả nội dung co lại bằng cách là cho nội dung một khối. Cái này có nghĩa là tất cả mọi thứ tên là một khối thì co lại. Như vậy bạn sẽ có được hiệu ứng đây, ví dụ cái thứ nhất này, cái thứ hai này thì nó co cái thứ nhất lại. Đấy. Chỉ cần thêm một dòng nữa là bạn sẽ có hiệu ứng là như kiểu là cái đàn đã accordion. Chính vì thế cái hiệu ứng nó gọi là accordion là vì thế. Hay còn trong bài tập này thì mình không cần không dùng bởi vì là nó chỉ yêu cầu đơn giản thôi là kích vào nó sổ ra thôi. Như vậy bạn có thể bỏ qua cái dòng này. Cảm ơn các bạn.